nhà ơi, món bún Thái hải sản đây nè, ngon lắm ha cả nhà. Khi nào cả nhà qua ăn cái món bún Thái hải sản này nha, ngon ghê luôn á cả nhà nha. Ngon, ngon hết mộ á. Cho cả nhà coi nha, bún Thái hải sản ngon. Có mực, tôm, cá, ngon cả nhà, rất là ngon.